Hoàng chuyến đi định mệnh xóa sạch gần 1.000 lính Nhật trong Thế chiến 2. Thanh Hằng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong Chiến tranh Thế giới 2, đế quốc Nhật Bản và quân đồng minh đã có một trận giao tranh ác liệt diễn ra trên đảo Ramri vào năm 1945. Tình thế bất lợi, trung đoàn gần 1.000 quân Nhật Bản phải giáo giết tháo chạy, liều lĩnh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của quân Anh. Phát xít Nhật tiến sát đến khu vực đầm lầy ngập nước dài 16 km ở giữa đảo. Binh sĩ Nhật không hề biết rằng đó là lúc mà một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh sắp xảy ra. Theo Vinted News, trong Thế chiến thứ hai, quân đội đế quốc Nhật Bản chiếm đảo Rami vào năm 1942. Hòn đảo nằm ngoài khơi Myanmar, cách Ayabak khoảng 112 km về phía nam. Khu vực ngày nay được biết đến với tên gọi Sitwe. Bởi Ramri là cứ điểm chiến lược quan trọng, quân đồng minh đã tấn công lên đảo năm 1945 và thiết lập một căn cứ không quân để hỗ trợ chiến dịch trên mặt đất. Giao tranh diễn ra hết sức ác liệt, nhưng với sự yểm trợ từ trên không, quân đồng minh đã liên tiếp giành thắng lợi vang dội, buộc trung đoàn khoảng 1.000 lính Nhật Bản phải tháo chạy. Liều lĩnh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của quân Anh, phát xít Nhật tiến sát đến khu vực đầm lầy ngập nước dài 16 km ở giữa đảo. Binh sĩ Nhật không hề biết rằng đó là lúc mà một trong những thảm kịch khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh sắp diễn ra. Phớt lờ lời kêu gọi đầu hàng của quân Anh, trung đoàn lính Nhật bước vào đầm lầy vốn hoang sơ và nhiều nguy hiểm với tốc độ ngày càng chậm dần. Nhiều người trở thành nạn nhân của muỗi, nhện, rắn, bò cạp, kịch độc ẩn mình trong những bụi cây trong đầm lầy. Suốt hành trình kéo dài vài ngày qua vùng đầm lầy này, quân Nhật dần thiếu nguồn nước sạch để uống và nạn đói bắt đầu xảy ra. Nhưng đó chưa phải là cơn ác mộng lớn nhất, thảm họa kinh hoàng thực sự đang chờ đón phát xít Nhật. Trong một đêm tuần tra quanh khu vực, nhóm quân Anh nghe thấy tiếng là thất thanh và tiếng súng nổ trong đêm tối. Họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có lính Nhật mới biết mình trở thành mục tiêu tàn sát của đàn cá sấu khát máu. Trung đoàn phát xít Nhật không gặp may bởi vùng đầm lầy trên đảo Ramri là nơi cư ngụ của vô số những con cá sấu nước mặn khổng lồ với số lượng không xác định. Những con cá sấu này khi trưởng thành dài 6 mét, nặng hơn 1 tấn và là một trong những loài bò sát ăn thịt lớn nhất thế giới. Những người lính mệt mỏi với những vết thương rỉ máu giữa đầm lầy trở thành mồi ngon cho cá sấu. Ngay cả một con cá sấu nước mặn cỡ trung bình cũng có thể dễ dàng sát hại người trưởng thành. Họ đã bị những con quái vật bò sát khổng lồ này tấn công và tàn sát không thương tiếc. Những người sống sót sau đó kể lại giây phút loài động vật hung dữ vùng đầm lầy bất ngờ tấn công họ. Còn những người lính trong cơn hoảng loạn chỉ biết bắn loạn xạ về mọi hướng. Những người sống sót mô tả, những con cá sấu bất thình lình lao lên từ đầm lầy, ngoạm lấy những người lính đang la hét và kéo tuột họ xuống bùn. Thảm kịch này đã được nhà tự nhiên học Bruce Stanley Wright, một người lính Anh tham gia trận chiến đó, mô tả trong cuốn Wildlife Sketches Near and Far, phác họa cuộc sống hoang dã gần và xa, năm 1962. Đó là đêm kinh hoàng nhất mà các thành viên đội quân chúng tôi từng trải qua. Những con cá sấu bị đánh thức bởi những tiếng súng và mùi tanh của máu tụ tập xung quanh những cầy đước, trong khi mắt nhô lên khỏi mặt nước và lặng lẽ bơi về phía con mồi. Theo từng cơn sóng thủy triều, những con cá sấu lao tới đám lính đang bị thương, bị chết và cả những người khỏe mạnh mắc kẹt trong bùn lầy, Gray viết trong cuốn sách. Gray mô tả, cảnh tượng như vậy tôi nghĩ rất ít người trên trái đất này có thể chứng kiến được. Vào lúc bình minh, đàn kền kền kéo đến dọn sạch những gì mà lũ cá sấu bỏ lại. Gần 1.000 lính Nhật tiến vào đầm lầy Ramri, người ta chỉ tìm được hơn 20 người còn sống. Cho đến nay, câu chuyện của Gray là dữ liệu lịch sử duy nhất còn lưu lại về thảm kịch trên trận chiến đảo Ramri. Một số nhà sử học và sinh vật học tỏ ra hoài nghi tính xác thực của câu chuyện này. Số khác tin rằng chuyện Gray kể là có thật, nhưng số lượng đàn cá sấu và số lính Nhật bỏ mạng tại đầm lầy trên thực tế có thể thấp hơn. Bất chấp những tranh cãi, trận chiến trên đảo Ramri được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là sự kiện có nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử cuộc tấn công của cá sấu. Quý vị thân mến, câu chuyện rùng rợn trên đảo Ramri đã trở thành một trong những truyền thuyết của Thế chiến 2. Nhiều năm sau đó, đảo Ramri vẫn đem đến một nỗi sợ hãi. Những con cá sấu nước mặn vẫn ở đó cho đến tận ngày nay.
Ngoài những trận chiến có sự can thiệp của yếu tố động vật, trong lịch sử quân sự thế giới cũng có không ít loài động vật được con người chủ động đưa vào sử dụng trong chiến trận. Ở phần tiếp theo của video, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị về những chiến binh động vật có 102 trong lịch sử. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Lính biệt kích rắn. Trong lịch sử quân sự thế giới, Hannibal 247 đến 182 trước Công nguyên được xem là một trong những tướng quân vĩ đại nhất khi tài năng quân sự của ông đã làm khiếp sợ cả đế chế La Mã. Một trong những chiến lược nổi tiếng nhất của Hannibal là dẫn đoàn voi chiến lược dãy An để tấn công thành Rome từ phía sau. Kỳ tích không tưởng vào thời đó. Tuy nhiên, chiến lược sáng tạo và kỳ lạ nhất của ông thì còn cao tay hơn thế. Theo các tài liệu lịch sử, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Punic với La Mã, Hannibal đã tiến hành một cuộc chiến khác chống lại vua Eunomed II của đế chế Pergamon. Đây là một trận thủy chiến mà lực lượng Hannibal chỉ huy ít hơn nhiều so với đối thủ. Để chiến thắng, ông đã nghĩ ra một diệu kế. Trước khi bước vào trận chiến, Hannibal đã quan sát kỹ để tìm ra chiến thuyền của vua Eumenes. Khi cuộc chiến bắt đầu, thuyền của Hannibal đã bỏ qua những thuyền chiến còn lại và nhanh chóng tiếp cận thuyền của Eumenes. Khi đã ở trong khoảng cách phù hợp, ông lập tức ra lệnh phóng những bình chứa đầy rắn độc lên thuyền chỉ huy. Điều đó khiến vua Eumenes hoảng sợ và quay thuyền bỏ chạy, kéo theo những chiếc tàu chiến còn lại. 2. Lính cận chiến chó. Từ lâu, loài chó đã giúp đỡ con người trong rất nhiều việc, từ giữ nhà, cứu hộ đến cảnh sát, nhưng ít khi được dùng như một vũ khí trong chiến tranh. Tuy nhiên, với người Hy Lạp cổ đại thì chó từng là những chiến binh đầy sức mạnh trên chiến trường. Trong thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, một hành bang của Hy Lạp là Magnesia đã bổ sung vào quân đội của họ những chú chó kích thước lớn, có thể nặng tới 113 kg. Với sự hung dữ của mình, những chiến binh chó sẽ đóng vai trò tiên phong tấn công, làm rối loạn đội hình của quân địch, giúp các binh sĩ theo sau tận dụng sự hỗn loạn để có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù. Việc sử dụng những chú chó với mục đích này hiện nay nghe có vẻ khá tàn nhẫn, nhưng vào thời điểm đó, chúng đã được đối đãi công bằng như bao người lính khác, thậm chí còn được trang bị áo giáp gai để bảo vệ cơ thể trong các trận chiến. 3. Lính không quân ong vỏ vẽ. Loài ong từ lâu đã được sử dụng như một vũ khí để gây ra sự hoảng loạn cho kẻ thù trong lịch sử quân sự thế giới. Tuy nhiên, đó là vào thời Trung Cổ. Còn trong chiến tranh hiện đại với súng đạn tiên tiến thì có lẽ ít người nghĩ rằng chúng vẫn là một vũ khí đáng gờm. Vậy mà với tài trí của quân dân Việt Nam, thứ vũ khí độc đáo này đã được tái sử dụng một cách tài tình trong kháng chiến chống Mỹ. Vào khoảng năm 1962 ở Bến Tre, chiến sĩ du kích Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1935, mất năm 1964, đã sáng tạo ra cách đánh địch bằng ong vỏ vẽ, phối hợp với trận địa trông, mìn, gây cho kẻ thù nhiều tổn thất đáng kể. Trận địa ong vỏ vẽ được ông thiết kế một cách công phu. Theo đó, ông được bắt về điểm sẽ xây trận địa từ lúc tổ còn nhỏ. Bên cạnh tổ ông cho thiết kế trận địa gồm hầm trông, mìn và cắm cọc nhọn dày đặc dưới các mương gần đó. Khi quân địch đã lọt vào ổ, từ xa ông Tư sẽ giật dây phá vỡ tổ ong khiến ong bay ra tấn công tới tấp, làm địch hoảng loạn, không biết xung quanh đã được bố trí trận địa. Hệ quả là quân địch kẻ thì rớt xuống hầm trông, kẻ rơi vào điểm có cải mìn, hoặc nếu nhảy xuống mương để trốn thoát thì lại dính phải trông bên dưới. 4. Lực lượng tuần tra chim ưng. Trước khi hệ thống thông tin liên lạc phát triển như ngày nay, một trong những người đưa tin hiệu quả nhất trong chiến trận là chim bồ câu. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Anh đã sử dụng 250.000 chú chim bồ câu để truyền tin đến những người lính ở phía sau chiến tuyến của Đức. Đây là một chiến thuật hoàn hảo vì mỗi chú chim bồ câu được huấn luyện có thể bay 1.800 km đến chính xác vị trí được chỉ định. Một lợi thế khác là chúng khó bị phát hiện và nghe lén như việc liên lạc bằng sóng radio. Tuy nhiên, người Đức cũng nhận ra những ưu điểm của phương pháp này và đã tương kế tựu kế, lập hẳn một đội quân bồ câu phục vụ cho chiến dịch xâm lược nước Anh. Để đối phó, người Anh huấn luyện một lực lượng nhỏ chim ưng nhằm đánh chặn đội quân bồ câu của Đức Quốc xã. Những chú chim ưng này sẽ bay tuần tra quanh bờ biển và tấn công bất cứ kẻ xâm nhập có cánh nào. Ý tưởng dùng chim ưng này đã đem lại thắng lợi cho quân đội Anh trên mặt trận thông tin liên lạc, khi rất nhiều chiến sĩ bồ câu của quân Đức đã bị đánh bại và ít nhất có 2 con chim bồ câu của Đức đã bị bắt làm tù binh bởi lực lượng chim ưng tuần tra này. 5.
lính thủy quân cá heo. Kể từ thập niên 1960, Hải quân Mỹ đã thành lập một nhánh riêng nhằm nghiên cứu và đào tạo các sinh vật biển cho mục đích quân sự. Và một trong những ứng cử viên sáng giá là cá heo, bởi tài bơi lội và trí thông minh của chúng. Nhiệm vụ thông thường của cá heo là thăm dò mìn và thủy lôi ở dưới nước và sau đó cảnh báo cho các tàu tuần tra về mối nguy hiểm. Khi cần thiết, các chú cá heo còn có thể được trang bị thêm vũ khí để tấn công người nhái đối phương xâm nhập vào vùng chúng kiểm soát. Liên Xô cũng từng thành lập một đơn vị cá heo để phát hiện và tấn công tàu chiến kẻ địch bằng cách dạy chúng phân biệt các tiếng động của chân vịt gây ra dưới nước. 6. Chuột đánh bom. Lần đầu tiên, chuột được dùng trong quân sự dưới dạng một vũ khí sinh học. Theo quyển Cái chết đen và sự lây nhiễm ra phương Tây, năm 1997 của Đại học Harvard xuất bản, khoảng năm 1347, khi quân đội Mông Cổ bành trướng sang vùng Trung Á và châu Âu, không may nhiều sĩ quân của họ mắc bệnh dịch hạch. Khi đang vây thành Kaffa thuộc bán đảo Crimea, đội quân Mông Cổ nảy ra ý định dùng máy bắn đá đưa xác các quân sĩ và chuột chết do bệnh vào thành để phe địch cũng bị lây bệnh dịch hạch. Thế nhưng hậu quả không chỉ dừng lại ở Kaffa, các thương gia may mắn thoát khỏi thành nhanh chóng mang căn bệnh đến khu vực Nam và Tây Âu, biến nó thành đại dịch khủng khiếp. Lịch sử ghi lại đây là đại dịch cái chết đen, giết chết 50% dân số châu Âu ở thời bấy giờ. Đến Thế chiến thứ hai, lực lượng điều hành các hoạt động đặc biệt của Anh SOE lên kế hoạch táo bạo dùng chuột gây tổn thất cho quân Đức Quốc xã. Theo The Guardian, quân đội Anh tính kế đưa những vật chất kích nổ giấu trong chuột chết, sau đó lén đưa chúng vào gần các mục tiêu quân sự của Đức. Quân đội Anh tính toán, khi gặp xác chuột, phát xít Đức sẽ đem đốt chúng để tránh phát tán dịch bệnh. Nếu kịch bản này xảy ra, quả bom bên trong chuột sẽ phát nổ dưới tác động của sức nóng, gây tổn hại cho quân Đức. Thế nhưng, kế hoạch này đã bị tình báo của Đức phát hiện và cảnh báo cho quân Đức. Đồng thời, các doanh trại Đức nhanh chóng phát hiện hàng trăm con chuột mang vũ khí. Thế là kế hoạch của Anh phá sản. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin này cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận bên dưới video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.